Chào các anh chị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một bài học đầu tiên của môn cấu trúc dữ liệu về giải thuật. Đây là phần dành cho các anh chị xem offline ở nhà trước khi mà chúng ta bắt đầu buổi học trực tuyến. Đây có thể nói là toàn bộ bài giảng của chúng ta, còn đối với giờ học trực tuyến thì mang tính chất là giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn về bài học và cũng giúp cho các anh chị có thể đưa ra những câu hỏi, những cái thắc mắc của mình để giáo viên có thể trả lời ngay tại chỗ cho các anh chị. Do vậy thì như là tôi đã từng trao đổi với các anh chị là những cái phần nội dung trong tài liệu e-book thì các anh chị cần phải xem trước ở nhà, có thể xem đi xem lại nhiều lần để cho chúng ta hiểu rõ bài. Còn những vấn đề nào mà chúng ta chưa cảm thấy là chưa hiểu thì hãy dành đó ở trong các buổi học trực tuyến của mình. Bài học đầu tiên của chúng ta với tên là các khái niệm cơ bản, và trong bài học các khái niệm cơ bản này thì chúng ta sẽ xem qua một số cái nội dung liên quan về tổng quan về cấu trúc dữ liệu, tiêu chuẩn và đánh giá thuật toán, khái niệm độ tăng của hàm và độ phức tạp của thuật toán. Và chúng ta sẽ sử dụng độ phức tạp của thuật toán để thực hiện đánh giá độ phức tạp của một vài thuật toán được nêu sẵn. Các anh chị có thể tham khảo những cái phần nội dung này ở một số tài liệu đọc thêm, chẳng hạn như là trong quyển Toán rời rạc ứng dụng trong tin học của nhà xuất bản Giáo dục năm 2007, từ trang 131 đến trang 143, hoặc là các anh chị có thể xem thêm ở trong một cái tài liệu tiếng Anh có tên là Data Structures and Algorithm Analysis in C++ Second Edition 1998, từ trang 41 đến trang 67. Đó là những tài liệu mà các anh chị có thể tham khảo thêm. Đi vào nội dung của bài học này thì chúng ta sẽ có phần dẫn nhập đầu tiên trước khi chúng ta nói về tổng quan về cấu trúc dữ liệu. Ở phần dẫn nhập này thì có một cái trích dẫn của ông Peter Benning, một nhà khoa học ở trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học máy tính. Ông đã từng phát biểu một cái nhận thức như thế này: một cái câu hỏi nền tảng ở trong lĩnh vực khoa học máy tính là cái gì có thể được tự động hóa một cách hiệu quả, tự động hóa một cách hiệu quả. Ở đây cũng cần xác định và nói rõ với các anh chị là cái từ khóa Computer Science mà chúng ta thường vẫn dịch là khoa học máy tính thì có thể được xem tương tự đối với cái sự suy nghĩ của chúng ta về công nghệ thông tin, Information Technology ở trong tiếng Việt. Thông thường chúng ta nói về công nghệ thông tin thì chúng ta hiểu rằng nó có thể làm được rất là nhiều, mà những cái gì máy tính có thể làm được thì cái khái niệm đó khi mà nói ở một cái rộng hơn thì thường nó liên quan và nó gần giống như là khoa học máy tính, Computer Science, khi những nhà khoa học hoặc ở trong cái tài liệu nước ngoài người ta vẫn thường nói Computing, Computer Science, vân vân. Thì trở lại câu hỏi đó, có thể cái gì có thể được tự động hóa một cách hiệu quả? Thường thì chúng ta vẫn nhìn là máy tính dùng để giải quyết những cái vấn đề trong thực tế, và chúng ta thường xem nó như là tinh học quá, cái gì mà con người có thể làm được chúng ta chuyển cho máy tính làm thì chắc chắn nó hiệu quả hơn về mặt tốc độ và về cái độ mà chúng ta vẫn gọi là cái độ hiệu quả ở góc độ là máy tính có thể làm được một cách miệt mài hơn con người. Máy tính có thể làm 24 giờ không cần nghỉ, còn con người chỉ cần làm khoảng vài ba tiếng thì cảm thấy đã mệt rồi. Do vậy chúng ta sẽ cố gắng chuyển tải những cái gì mà con người làm ở trong thực tế thành một vấn đề mà máy tính có thể giải quyết được, và nếu mà chuyển được như vậy thì máy tính nó sẽ giải quyết giúp chúng ta hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì để giải quyết nhu cầu tự động hóa, nhu cầu căn bản của khoa học máy tính, thì các nhà khoa học máy tính phải tạo ra sự trừu tượng hóa về những bài toán trong thế giới thực để người sử dụng máy tính có thể hiểu được và có thể biểu diễn và xử lý được ở bên trong máy tính. Ở chỗ này tôi cần nhấn mạnh cái sự trừu tượng hóa là
chúng ta có những bài toán thế giới thực, bây giờ chúng ta muốn chuyển tải lên máy tính thì chúng ta phải biểu diễn nó ở một cái dạng trừu tượng, giúp cho máy tính có thể hiểu, hiểu trong mặt nháy nháy, có nghĩa là có thể được xử lý được, và người sử dụng máy tính có thể cảm thấy được là những cái vấn đề đó đã được biểu diễn đúng và có thể thực hiện đúng ở trên máy tính. Chẳng hạn như là biểu diễn mô hình hóa việc biểu diễn cầu thủ bóng đá, hoặc là mô hình hóa mạch điện. Thông thường tìm ra một sự trừu tượng hóa thường rất khó vì những giới hạn ở khả năng xử lý của máy. Nói rằng là máy tính có thể xử lý miệt mài, xử lý từ ngày này qua ngày khác, nhưng các anh chị cũng biết rằng năng lực xử lý của máy tính là có hạn. Chẳng hạn như chúng ta có những cái giới hạn về cái bộ nhớ, về khả năng lưu trữ, về cái tốc độ thực thi đồ vân vân. Như vậy nhìn rằng là con người làm việc có thể là không miệt mài từ ngày này qua ngày khác, bộ nhớ con người có thể nhỏ hơn một tí, nhưng cái sự lưu trữ hoặc là cái khả năng suy diễn của con người, bộ não con người là tuyệt vời. Chúng ta có thể thấy rằng là máy tính có thể lưu đến vài trăm ghi dữ liệu, tuy nhiên vài trăm ghi dữ liệu đó có thể biểu diễn ở, có thể chứa được ở trong bộ não con người nhờ cái sự luyện tập, hoặc là khả năng suy diễn máy tính có thể tốc độ thực thi lên tới vài gigahertz, nhưng mà khả năng suy diễn để giải quyết vấn đề, nhận dạng vấn đề đồ vân vân thì chắc chắn không thể nào bằng của bộ não con người. Như vậy chính về cái sự giới hạn khả năng xử lý của máy tính, như vậy chúng ta phải cung cấp cho máy một mô hình về thế giới đến mức chi tiết như những gì con người có, và không chỉ là sự kiện mà còn có cả các nguyên tắc và mối liên hệ giữa các sự kiện đó. Ở đây chúng ta có một cái nhấn mạnh lại cái sự trừu tượng hóa, và được hiểu đó là sự đơn giản hóa. Sự trừu tượng hóa ở đây được sử dụng là sự đơn giản hóa thay thế một tình huống phức tạp và nhiều chi tiết trong thế giới thực bằng một mô hình dễ hiểu để chúng ta có thể giải quyết được bài toán ở trong đó. Có thể hiểu là chúng ta loại bỏ bớt những chi tiết với tác dụng rất ít hoặc không có tác dụng gì đối với lời giải của bài toán, nhằm tạo ra một mô hình cho phép chúng ta giải quyết với bản chất của bài toán. Như vậy thì tôi vừa nói với các anh chị một chút về khái niệm trừu tượng hóa. Chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai, đó là phần một số cái khái niệm mà chúng ta sẽ sử dụng và giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn. Cái khái niệm đầu tiên đó là mô hình dữ liệu. Mô hình dữ liệu, cái thuật ngữ của nó là data model, là các trừu tượng dùng để mô tả bài toán, thông thường là mô tả cách thức mà dữ liệu được biểu diễn và truy xuất như thế nào. Khái niệm thứ hai đó là kiểu dữ liệu. Thật ra khái niệm kiểu dữ liệu này thì các anh chị cũng đã từng gặp nó ở trong một số môn. Chẳng hạn như các anh chị, lúc mà các anh chị học về nhập môn lập trình thì chắc chắn là các anh chị đã được giới thiệu về kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu thì chúng ta nói về kiểu dữ liệu của biến, là một khái niệm trong lập trình chỉ tập các giá trị mà biến có thể chấp nhận. Tôi lấy ví dụ như chúng ta đã từng nói là kiểu dữ liệu số nguyên, kiểu dữ liệu số thực và kiểu dữ liệu chuỗi. Nói kiểu dữ liệu số nguyên, tức là chúng ta đã trừu tượng nó rồi, và khi mà cụ thể nó ở trong một cái ngôn ngữ lập trình nào đó thì nó đã chuyển thành những cái dạng, chẳng hạn như kiểu dữ liệu số nguyên trên ngôn ngữ lập trình C sharp đó là int, integer, hoặc là unsigned int, hoặc là long, đó là đều là những biểu diễn những kiểu số nguyên. Và thực tế ở trên ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thì nó cũng có những kiểu dữ liệu số nguyên như là int, unsigned int, long, short, đồ vân vân, đó là những cái dùng để hiện thực cái kiểu dữ liệu số nguyên ở trên ngôn ngữ lập trình của mình. Ở đây có nói đến một cái chuyện, đó là tập giá trị mà biến có thể chấp nhận được. Cùng là kiểu số nguyên nhưng short chỉ lưu trữ cái giá trị biến đó là 2 byte mà thôi. Với cái phạm vi là 2 byte thì cái tập giá trị mà biến số nguyên với cái kiểu dữ liệu là short, cũng là kiểu dữ liệu số nguyên của chúng ta, kiểu dữ liệu là short, thì phạm vi của nó chỉ biểu diễn từ khoảng trừ 32.000 cho đến 32.000
cộng 32.000, tức là phạm vi của nó nằm ở trong đoạn 2 mũ 16. Hoặc là nếu mà chúng ta chọn là inside short thì cái tập giá trị mà cái biến đó có thể mang được là từ 0 cho đến khoảng 64 65.000. Trong khi đó nếu chúng ta biểu diễn kiểu integer, cũng là kiểu dữ liệu số nguyên, thì cái tập dữ liệu của nó nằm ở trong khoảng từ trừ 2 tỷ cho đến cộng 2 tỷ, trừ 2 tỷ cộng 2 tỷ. Thì các anh chị thấy cái phạm vi của nó rộng hơn. Do vậy thì khi mà chúng ta chọn một cái kiểu dữ liệu cho một cái biến nào đó thì chúng ta cần phải hiểu, biết rõ được cái tập giá trị mà nó có chấp nhận được. Hoặc là tương tự đối với kiểu dữ liệu số thực thì chúng ta có những kiểu chẳng hạn như là float hoặc là tuple vân vân, đó đều là những kiểu dữ liệu số thực. Kiểu dữ liệu chuỗi thì các anh chị có chuỗi là mảng character hoặc là một cái string ở trong cái ngôn ngữ lập trình C#. Khái niệm thứ hai chúng ta nói cụ thể hơn, đó là kiểu dữ liệu sơ cấp. Kiểu dữ liệu sơ cấp là kiểu dữ liệu mà giá trị của nó là đơn nhất. Ở trong ngôn ngữ lập trình C chuẩn, kiểu integer là kiểu dữ liệu sơ cấp vì kiểu này bao gồm các số nguyên từ trừ 32.768 đến 32.767 và phép toán cộng trừ nhân chia và modulo. Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có cung cấp sẵn các kiểu dữ liệu cơ bản gọi là kiểu dữ liệu chuẩn. Ví dụ trong ngôn ngữ lập trình C thì có các kiểu sau là dữ liệu cơ bản: integer, char, float, vân vân. Khái niệm kế tiếp đó là kiểu dữ liệu có cấu trúc. Kiểu dữ liệu có cấu trúc là kiểu dữ liệu mà giá trị của nó là sự kết hợp của các giá trị khác. Ngôn ngữ lập trình cung cấp cho chúng ta các kiểu dữ liệu chuẩn. Tuy nhiên, đối với các kiểu dữ liệu chuẩn đó thì nó không thể nào biểu diễn được đầy đủ các giá trị hoặc là những cái thông tin mà chúng ta mong muốn ở trong thực tế. Do vậy chúng ta cần phải kết hợp nhiều cái kiểu dữ liệu chuẩn đó lại để tạo thành một cái kiểu dữ liệu mới gọi là kiểu dữ liệu có cấu trúc. Kiểu dữ liệu có cấu trúc thì có thể là nó không nhất thiết là chỉ toàn những kiểu dữ liệu chuẩn mà nó là những kiểu dữ liệu khác. Tức là trong kiểu dữ liệu cấu trúc có thể chứa một những cái kiểu dữ liệu có cấu trúc khác. Tôi lấy ví dụ như trong thực tế các anh chị cần phải lưu thông tin của một sinh viên thì ở trong ngôn ngữ lập trình không có ngôn ngữ lập trình nào có một cái kiểu dữ liệu có thể giúp chúng ta biểu diễn thông tin một sinh viên ở trên đó. Chúng ta cần lưu trữ thông tin sinh viên ở dạng mã số sinh viên, họ tên, quê quán, ngày sinh, địa điểm vân vân, nơi sinh vân vân. Thì các anh chị sẽ thấy rằng không có ngôn ngữ lập trình nào có thể giúp chúng ta cung cấp cho chúng ta cái cấu trúc dữ liệu biểu diễn thông tin đó. Tuy nhiên các ngôn ngữ lập trình cho phép chúng ta thực hiện cái kiểu dữ liệu có cấu trúc, kết hợp những kiểu dữ liệu có sẵn, những kiểu dữ liệu chuẩn, những kiểu dữ liệu mà chúng ta định nghĩa khác để tạo thành cái biểu diễn đó. Tôi ví dụ như là đối với kiểu dữ liệu thông tin sinh viên, tôi đã nói với các anh chị chúng ta có thể biểu diễn cái thông tin mã số sinh viên bằng một cái chuỗi, họ tên bằng một cái chuỗi, ngày tháng năm sinh bằng kiểu dữ liệu chuỗi luôn chẳng hạn, nơi sinh cũng là chuỗi. Nếu mà cung cấp thêm cái thông tin về điểm số thì chúng ta sẽ biểu diễn bằng kiểu dữ liệu thực. Như vậy các anh chị kết hợp những cái kiểu dữ liệu chuẩn lại với nhau thì các anh chị sẽ tạo ra được cho chúng ta một kiểu dữ liệu có cấu trúc phục vụ được yêu cầu bài toán của mình. Thì kiểu dữ liệu có cấu trúc còn được gọi là kiểu dữ liệu tổ hợp. Kiểu dữ liệu trừu tượng là một mô hình toán kết hợp với các phép toán ở trên mô hình này. Kiểu dữ liệu trừu tượng chúng ta dùng cái thuật ngữ nó là Abstract Data Type hoặc là ADT, là sự trừu tượng các kiểu dữ liệu cơ bản, nguyên thực và các thủ tục, là trừu tượng các phép toán nguyên thủy, cộng trừ nhân chia. Có thể xem kiểu dữ liệu trừu tượng tương đương với khái niệm mô hình dữ liệu áp dụng ở trong lập trình của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái khái niệm cấu trúc dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu là các đơn vị cấu trúc của ngôn ngữ lập trình dùng để biểu diễn các mô hình dữ liệu.
Ví dụ như là mảng, tập tin, danh sách liên kết. Các cấu trúc dữ liệu được chọn phải có khả năng biểu diễn được tập input và output của bài toán cần giải. Hơn nữa, nó phải phù hợp với các thao tác của thuật toán và cài đặt được bằng ngôn ngữ lập trình được lựa chọn. Như vậy, ở đây có một cái điểm mà các anh chị cần phải lưu ý, đó là các cấu trúc được chọn phải có khả năng biểu diễn được tập input và output của bài toán cần giải. Khi mà chúng ta xác định được bài toán rồi, chúng ta cần phải biết là nó cần đưa vào cái gì và nó cần lấy ra cái gì, thì chúng ta phải chọn ra được một cấu trúc dữ liệu phù hợp để chúng ta có thể thực hiện được. Hơn nữa là phải phù hợp với thao tác của thuật toán. Khi các anh chị chọn cái thuật toán để giải quyết vấn đề đó, thì các anh chị thấy rằng là đối với thuật toán này thì cần phải có một cái cấu trúc dữ liệu thích hợp như thế nào để cho biểu diễn được. Và quan trọng hơn là khi chúng ta giải quyết cái bài toán đó ở trên máy tính, thì cái cấu trúc dữ liệu mà chúng ta chọn lựa và cái thuật toán chúng ta chọn lựa nó phải cài đặt được bằng ngôn ngữ lập trình đã được lựa chọn. Cái sự phân biệt giữa mô hình dữ liệu và cấu trúc dữ liệu, mặc dù tên có vẻ là giống nhau, danh sách và liên kết, và danh sách và danh sách liên kết là các khái niệm khác nhau. Danh sách là một mô hình dữ liệu và danh sách liên kết là một cấu trúc dữ liệu. Cụ thể, đây là một cấu trúc thường được sử dụng ở trong ngôn ngữ lập trình C. Có những ngôn ngữ không cần phải dùng đến một cấu trúc dữ liệu để biểu diễn một danh sách. Ví dụ danh sách A1, A2 đến A nào có thể được biểu diễn trực tiếp bằng ngôn ngữ list dưới dạng như các anh chị đã thấy A1, A2 đo đến AN. Nãy giờ chúng ta đã nói rất là nhiều về các khái niệm cấu trúc dữ liệu đồ vân vân, mà cũng có nói một tí nào đó liên quan tới giải thuật và thuật toán. Thì tôi cũng muốn nhắc lại một cái công thức cực kỳ hay và có một ý nghĩa cũng quan trọng, đó là cấu trúc dữ liệu cộng giải thuật bằng chương trình. Như vậy các anh chị muốn xác định, các anh chị thực hiện được một cái chương trình hiệu quả, hoặc các anh chị muốn biểu diễn hoặc thực hiện một cái chương trình ở trên máy tính của mình, thì các anh chị phải có một cấu trúc dữ liệu và có một cái thuật toán, một giải thuật để có thể giải quyết được.